Hello anh em. Thì hôm nay cũng là mùng 1 đầu tháng, kính chúc đại gia đình mình một tháng mới nhiều sức khỏe dồi dào, làm ăn thì luôn luôn một cái tháng mới này gặt hái được nhiều thành công hơn tháng cũ gấp 10 lần. Thì hôm nay đầu tháng mình có con này thì anh em không sử dụng, hầu như mua về không sục không đụng luôn. Đấy, con Smart Tool 3 này, con này sinh ra để remap mở tour tất cả những cái dòng xe Kenhin, ACG, Orb Smoky, Orb của những cái chip của những dòng xe Vespa, Imo, và đồng thời chúng ta phân tích dữ liệu trên tất cả những dòng xe. Hôm nay anh em nào ok 7 triệu 6 chuyển khoản luôn, kiếm 100k. Đấy, 7 triệu 6 Smart Tool 3. Đấy, mới leng keng hoàn toàn cho anh em, mới tinh mơ, 7 triệu 6. Đó, thì hôm nay anh em nào yêu quý thì ok comment inbox mình luôn. Đó, mình tặng. Rồi anh em nào ok luôn, hôm nay mình sale luôn thêm 100 ngàn nữa là 7 triệu 7, lấy luôn cái cục kiểm tra VS và APS đầu tháng để cho chúng ta có nhiều cái lọc mới. Thì hôm nay anh em nào ok luôn thêm 100 ngàn nữa, 7 triệu 7 sale giảm giá luôn này. Đó, 7 triệu 7. Con số 77 là con số của Bình Định. Bình Định 77 chào toàn thể anh em thợ máy. Hôm nay mùng 1 đầu tháng mới, 77 xin chào. Đấy, Lê Sư Giáp, Heno Tuấn. Rồi anh em nào ok thì về nhà chinh phục, remap mở tour off tất cả hệ thống khóa bảo mật trên tất cả những cái dòng xe Vespa, trừ khi là IC BGN0204, và đồng thời off tất cả Smoky trên những cái dòng xe của Honda. Mở tour remap full đề từ và ACG và Kenhin, tặng luôn cục này 7 triệu 7. Có anh em nào ok chúng ta chốt luôn hôm 1 này không ạ? Con số 7 triệu 7. 7 triệu 7, có anh em nào lên tiếng không ạ? Khôi Nguyên, chào anh trai. Một tháng mới gặp nhiều cái điều mới trong cuộc sống. Bây giờ chuẩn bị là tháng 9 rồi. 9, tháng 10, 11, 12 là tới Tết. Con số 7 triệu bài ghiên ngay ngay về, rẻ khá là nhiều. Nó cũng là một con máy tương đương 99,99%. 62 chào 77, 77 chào 62. 62 bộc con này luôn không ạ? Về nhà xài chán xài no, sau này vẫn bán được. 7 triệu, 6 triệu rưỡi, ăn đạt. 7 triệu 7, con số 77 là con số may mắn nhất của chiều nay. Anh em dính hàng về nhà luôn. 7 triệu 7, bán lấy cái lọc hôm 1 nha quý vị. Chia sẻ cho Đình Tuấn đi mọi người ơi. Máy này 7 triệu 7, tặng kèm theo cái này chúng ta remap mở tour full tất cả những cái dòng xe Kenhin, ACG, off chip của Vespa, và đồng thời off luôn chức năng bảo mật của những dòng xe có trang bị hệ thống khóa thông minh Smoky. Nếu hộp ECU bị chết thì chúng ta lúc này tận dụng lại cục ECU là IC, chúng ta off luôn chức năng bảo mật coi như là xuống khóa chìa. Mình không hiểu máy mình 8 triệu rưỡi mà không remap được mở tour vân vân được, mà máy này có 7 triệu 7 lại là full được. Đó, quý vị nào yêu quý thì comment. 7 triệu 7 vào đầu tháng 1 chúng ta ghiên quà. Mang tiền về cho vợ, mang máy về cho vợ quý vị ơi.
thông tin liên hệ để chốt. Rồi, và đồng thời sẽ là cáp này để mở tour của Suzuki và Rider. Cáp này để chẩn đoán trên những dòng xe Honka Remap mở tour tất cả ACG và Kenhin. Cổng cáp này để chúng ta có thể update từ xa khi có máy có phiên bản mới kế tiếp. Cổng cáp này để chúng ta remap và đồng thời đọc tất cả những dòng xe của 2020, cáp jack cali jack nhỏ, và đồng thời kết nối vào để remap mở tour. Cáp này để chúng ta có thể là gì, chúng ta ọp IMO của MIU 2V3V IC191 có chip từ, chúng ta có thể tắt chức năng bảo mật, kết nối dòng xe Piaggio Vespa. Và quan trọng nhất, đây sẽ là cộng cáp tổng, là cộng cáp chính kết nối với máy qua tất cả những cáp phụ. Cái này sẽ là một cái kẹp từ bình ắc quy 12V DC để nuôi cho thiết bị máy nếu chúng ta có nhu cầu làm cái gì. Tiếp tục, cục chuyển nguồn alternator điện AC từ 220 chuyển xuống DC 12V. Đấy, cái này để cắm vào điện lưới nhà và đồng thời nó sẽ xuất ra một cái điện áp khoảng 12V DC để nuôi thiết bị gì đó. Còn quý vị ở nhà có bình điện thì kết nối với cái này. Rồi, tất cả thông tin liên hệ với Thị Tuấn hết. Con số 77 là con số may mắn và con số ok nhất mà hôm nay chúng ta mang quà về cho vợ, mang máy về cho cửa hàng để kiếm thêm doanh thu, thu nhập, remap mở tour, hụt ga, móc máp, mép mép. Sở Mất Kỳ, khách hàng có nhu cầu xuống khóa chìa thì chúng ta xuống luôn, không cần phải thay thế quá nhiều. Lúc này có thể là xuống chìa khóa ở trạng thái không đồng, khách hàng để lại ổ khóa Sparky, hộp SU và khiển là FOB, thì lúc này anh chị có thể mua tặng cho khách hàng một ổ khóa chìa lắp vào ở trạng thái off Sparky, ở trạng thái không đồng. Thank you, đó là chúng ta đổi bù trừ không đồng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cắm cho nó một cái điện áp 12V DC. Tuyệt vời. Máy còn mới leng keng. Phiên bản của 2022. Mới rất mới, giá 7,7 triệu. Mang tất cả những cái gì tinh túy nhất về cửa hàng quý vị. Hoàng Hải, Lê Văn Thông, 10 sở xe, Lê Xuân Giáp. Những anh em nào đang có cơ hội muốn sử dụng máy thì anh em comment. Tất cả hãy truy cập vào đường link và hoặc là làm luôn cái Zalo này, nổ tài khoản luôn cho nó đỏ vào cái mùng 1 này. Mùng 1 này tất cả chúng ta cần phải đỏ, có tất cả cái gì cũng đỏ. Sáng giờ mình cực đỏ rồi quý vị ạ. Đấy, sáng giờ thì mình nói chung là khá là đỏ. Chiều nay mình tinh tinh khoảng được 100 mấy 200 chai nữa. Kiếm được ít tiền nữa, chiều nay khá là đỏ. Thì bây giờ mình sẽ làm cái lọc vào mùng 1 đầu tháng nha quý vị. Đầu tháng chơi cho máu lửa anh em ơi. Đó, ok. Rồi, quý vị không lấy cái thiết bị kiểm tra cảm biến VSS thì lúc này thì Tuấn sẽ tặng cho anh em công thức để về nhà ngoáy trọt, về nhà làm thần y. Đó, đây là một cái lọc vào đầu tháng. Đấy, quý vị không lấy bộ thiết bị kiểm tra cảm biến thì quý vị nhận ngay bộ tài liệu và bộ ngoáy trọt bình xăng con về nhà quý vị tự pha chế và tự trọt. Và cách thứ hai, quý vị có thể chọn ngay cục này về nhà kiểm tra APS và VSS. Buổi trưa nay có hai quyền lựa chọn cho quý vị, 1 và 2. Chúng ta sẽ có quyền chọn một trong hai lãnh thổ. Đấy. Xin chào anh Hoàng Hải, chúc cho anh và toàn thể công ty sửa chữa xe máy toàn cầu ở thành phố Hà Nội tháng mới gặt hái nhiều không. Tháng này doanh thu khoảng 1 tỷ.
Đấy, lợi nhuận khoảng 50%, kiếm nửa tỷ vào bồ minh. Đúng không Hoàng Hải? Tháng này chúc cho anh kiếm được 1 tỷ doanh thu. Đấy, trong hai chuỗi cửa hàng. Một chuỗi cửa hàng doanh thu tổng 500 triệu. Ở cửa hàng 2 500 triệu là 1 tỷ, kiếm về nhà khoảng 400 triệu, chi phí khoảng 60%. Đấy, chúc cho anh trai tháng này sắm được khoảng gần một cây vàng. Ok. Đấy, gần 10 cây luôn đấy. Đấy, cơm trưa thầy Hoàng Út trưa hôm nay em ăn chay. Nam mô A Di Đà Phật. Thiện tài, thiện tài, thiện tài. Đó. Ok. Và luôn luôn anh em đã ủng hộ hàng tiếp tục, lại tiếp tục lên toa anh em thấy không? Đấy, toa hàng đêm này tiếp tục, cái này sửa xe Trung Nam Hà Nội. Thì hai gói này cỡ tầm không bao giờ nhiều tiền, cỡ tầm khoảng trên 30 triệu. Khá là nặng và đồ đặc biệt lúc sáng mình đã đưa lên một cái trang TikTok. Rồi sơ đồ đúng không ạ? Bản tập đấy, đều nằm gọn ở trong này. Đấy, thông số, hy vọng về nhà ăn trọt ăn ngoáy để về nhà ăn mang lại cửa hàng hữu ích. Rồi ủng hộ tiếp tục con SC Pro 2 để kết nối qua điện thoại, bán kính kết nối qua Bluetooth khoảng 20 km. Có thể anh em vừa tắm vừa ngủ, có thể là vừa ôm vợ, chúng ta mới biết con xe đang bị bận gì. Đấy. Có thể là buổi trưa nay chúng ta giao cửa hàng cho anh em thợ, và lúc này chị nhà đang ở nhà thì chúng ta có thể vừa làm ở trong phòng ngủ với vợ và vừa cầm điện thoại để chúng ta biết ngay thông số là chuẩn hay là không, và đồng thời chúng ta gọi bộ đàm cho anh em con này đang kiểm tra lại TBS khi đang xuất hiện cái lỗi số 8. Đấy, tất cả trên chấu. Và anh này, anh ấy ủng hộ thần y khá là nhiều. Nói chung là chúc cho anh thay hết những cái sáo đồng và những cái bét đồng này, về nhà có thể mua được con xe hát tặng chị nhà. Rồi 100 con ông sáo biểu tượng cho tất cả những cái ông xe để chúng ta cùng nhau thổi tiếng sáo hay nhất ở cuộc đời. Ồ, y e, đấy. Rồi, ok. Rồi. Rồi nước tẩy rửa anh em nào vừa rồi đã đặt hàng thì anh em comment ngay, thì Tuấn chiều nay đặc biệt chỗ toa này sẽ phải đi hết. Đấy, mình sẽ ship cho anh em hai chai trở lên. Cảm ơn anh em. Đó, còi tất cả chống kèn ngoài kia đã đánh. Tiếp tục. Rồi quay lại chủ đề về con máy. Con máy này 7 triệu 7, đêm hôm nay anh em lại chê thế này thì mùng 1 này làm luôn đi. Hôm nay ngày đẹp mọi người ạ. À. Quá đẹp luôn ngày hôm nay. 7 và hôm nay sẽ là kèm là tháng 9, đúng là chúng ta sẽ là 79 là thần tài lớn anh em. Con số 79. 77 tháng 9. Tuyệt vời. Dương cũng là 9, âm cũng là 9 và số tiền cũng là 77. Tuyệt vời, ôm ngay con Smartphone 3. Sale cho anh em buổi trưa nay giá cực rẻ. Đấy. Cúc vỏ, Minh Hùng, tay ga. Rồi truy cập ngay cái số điện thoại này, anh em nổ tài khoản tin tin. Hai chai nước rửa tẩy đầu bò nhé người anh em. Trời chè. Ok. Lê Sơ Giáp. Rồi mùng 1 đầu tháng Lê Sơ Giáp ủng hộ em hai chai nước tẩy đầu bò. Alo. Dạ. Chưa. Cổ máy gì? Chụp nhanh lên, chụp thông tin phiên bản qua tóc hàn lên, không có người chốt mất mất công. Nhanh. Chụp cho à, chụp qua. Cứ anh em nào ok nổ tài khoản trước là cái máy quyền sử dụng về anh em. Đó, cái quan trọng là chúng ta nhanh tay thì chúng ta còn, chậm tay thì chúng ta mất. Đấy, nhanh tay lẹ mắt thì tất cả cuộc đời này nó luôn luôn về bên chúng ta. Đấy. Ok. Casio. Nhận ngay quà tặng hấp dẫn, ưu đãi cực lớn vào đầu tháng 9 âm lịch. Đây, Remap. Đây.
thông tin Honda Remap Kenhin ACG động cơ. Rồi vào Piezo V3 làm gì? Họp IMO. Đấy, khá là nhiều chức năng phổ biến trong này. Đấy, Remap Họp, và đồng thời chúng ta mở công suất giới hạn của IC. Nhân tay anh em, nhân tay 77 con số 77 là con số may mắn nhất. Cấp nguồn lên. À, cho ăn mỗi thứ 5 chai và đồ làm chế và chế 10 cái lò xo Bully Cone em nhé. Hoàng Hải, ok ăn Hoàng Hải, em vào toa luôn không phải quên. Hoàng Hải vào đây luôn, bút đồ ra. Trời, giấy bút. Mười chai tẩy. Rồi, trắng cộng xanh, đúng không ạ? Cho ăn mỗi thứ 5 chai. Đấy, và đồ làm chế 10 lò xo Bully, 10 lò xo to, ok. Đấy, đồ làm chế, ok, chế. Ok, đây là bình xăng con. Mọi người thấy không, chữ của em nó ghê lắm. Rồi, Hoàng Hải. Được rồi. Vào. Thằng buồn cười nhỉ. Alo. Tuấn ơi, bữa nào học làm nội xăng? Vào đêm mai anh trai ơi. Rồi, Hoàng Hải ơi, full combo cho em đi anh trai ơi, combo. Smart Tool 2. Thông tin. Rồi, anh em nào ok liên hệ với em đi, lò xo à, lò xo còn không? Ok. Rồi, Hoàng Hải ơi. Ok, 60k, 90k, nước tẩy ngoài, nước tẩy trong nha anh em. Nước tẩy trong 90k, tẩy dầu nhớt trắng như ngọc trinh. Anh em vào bờ đi, không hết anh em ơi. Tất cả vừa rồi anh em nào ưu tiên cho những người quen trước. Còn anh em lạ mua một chai mình không ship đâu nha, thông cảm nha. Ship chai này lời có 10.000 thì ship thì chết em ngay. À, những anh em nào là thì phải mua 2 chai trở lên nhá. Hoàng Hải đúng không? 5 chai. Vào đi không hết anh em ơi. Nhằn cái là hết ngay à. Đó. Ok. Rồi anh em này 5 chai trả vào đây luôn bộ tài liệu. Rồi cái này ở bên định 5 chai. Ok. Anh em này ok. Bỏ dây điện cái này, cái đồng hồ. À. 90k một chai trắng, 60k một chai xanh. Anh em nào ok thì ủng hộ nha. 90k trắng, 60k xanh. Tất cả cái này về nhà anh em có thể pha chế tùy theo cái lưu lượng ở trong cái lốc máy đẹp hay không. 11, 12, 13, 14, 15 về nhà chúng ta pha với nước nước rửa của chúng ta đấy à. Nước tắm rửa hàng ngày đó. Rồi.
Rồi, tất cả mọi thông tin thắc mắc chi tiết vui lòng liên hệ vào số điện thoại này anh em ơi. Đây, cái này VMAP cực kỳ là đơn giản anh em. Rồi. Bật khóa anh trai. Bật khóa điện cho em cái. Ok. Đây thì chúng ta hãy vào, đầu tiên chúng ta muốn remap mở tour hay đồng thời chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải kiểm tra xem cái xe này có lỗi hay không. Honda, động cơ, chúng ta phải đọc lỗi hiện hành hoặc là lịch sử. Hiện hành có nghĩa là cái đèn chất nó đang sáng ở trên cái đèn FI. Đây, nó đang có cái lỗi số 8 thì anh em phải sửa đi cái đá. Điện áp của anh em hiện tại đang nhỏ hơn 0,2mV. Đấy là 0,2. Thì anh em phải sửa để chúng ta trước khi tiến hành xóa lỗi. Đó ạ, reset. Đó, thì trước khi anh em phải làm xong những câu đoạn này. Ok chưa? Thì anh em mới vào ở trạng thái remapping ACG. Đây. Đó, ok chưa? Thì trong này anh em có thể là về map gốc 10.500 RPM cộng 3, cộng 4, cộng 5, cộng 6, 12.000 cực đại cộng 10. Ok. Đấy, cái này là anh em có thể map lên tới 12.000 RPM cực đại, cực kỳ là ok. 7.700.000. Xuân Cường cho mình 10 chai tẩy, 2 chai tẩy trắng nhé. Anh truy cập vào cái Zalo dùm em. Cảm ơn anh trai nhiều. Chỉ cần anh nổ cho em cái địa chỉ vào cái Zalo của em, em lên toa ngay lập tức. Xuân Cường, cảm ơn anh trai. Rồi, anh tắt khóa dùm em chút. Xuân Cường ơi, ủng hộ em. 10 chai tẩy xăng, 10 chai tẩy xăng, 2 tay tẩy trắng. Ok. Rồi thì anh trai này cứ ủng hộ như thế này thì đảm bảo sẽ hết hàng ngay. Anh cho em vào cái Zalo này anh trai ơi. 2, 4, 6, 8, 10. Đó, hai tay trắng của anh được bẹp gốc. Đúng không ạ? Chúng ta ngăn cắt. Ok. Xuân Cường, anh yêu em thì anh truy cập cho em vào cái Zalo 0909 755 993. Anh để lại tên người nhận, thôn, địa chỉ, phường, xã, tỉnh, số điện thoại, hotline. Rồi, ok. Lê Tuấn gửi em 2 chai màu xanh, 2 motor bơm xăng 125 Maxinger dùng. Cảm ơn Lê Tuấn. 2 chai tẩy xăng Lê Tuấn nè. Đấy, vào Zalo dùng em hoặc là Maxinger như bình thường. Rồi, anh em nào ok nhanh không hết hàng nha. Chai trắng em còn ít nữa và tí nữa em sẽ tổng toa. Những anh em nào vừa rồi ở lấy thêm thì em sẽ gửi. Và đồng thời anh em lạ thì một chai thì xin phép em không thể nào gửi được. Phải 2-3 chai trở lên. Cảm ơn anh em. Và cảm ơn mọi người. Nhất Nano 50 thùng thì hiện tại bây giờ gần hết. Đó. Đây. Rồi anh em nào coi kiểm tra trời chuẩn bị mưa, báo chuẩn bị dông, chuẩn bị đến thì đương nhiên xe sẽ ngập nước và đồng thời lúc này bộ lắp sẽ vào nhớt thì anh em phải đầu tư chuẩn bị nhớt, chuẩn bị kho cập bến để chúng ta phục vụ cho khách hàng, đúng không ạ? Chống cháy lắp ở trạng thái trời mưa, lũ lụt, dông báo, báo tố. À, xin lỗi. Đâu, vào cái thông tin của máy chụp qua chứ. Vào cái sờ mắt tun rồi kích vào trong đó coi là cái bản gì, hiểu không? Rồi cái này về nhà chỉ có làm Honda thôi nhá, IA không làm được nhá. Cái gì nó có giá tiền của nó, không phải là rẻ mà chúng ta lại làm được hết. Cái này đa số chỉ làm cho Honda thôi, IA SQM không vào được nhá. Và đặc biệt nó có chuyên dùng để remap nhá. Tốt nhất là em làm thêm con nữa, em làm thêm con nữa là ok. Em làm thêm con này nữa là tuyệt vời luôn.
hai máy hai tay, đúng không? Khách hàng đang vào thì chạy phần mềm xe này, chạy phần mềm xe kia, nó cũng rẻ hơn máy khác. Mà xe em không được remap nhiều, không được mở tua, không off smart key được, đúng không? Rồi cái này nó lại làm được. Đấy. Ờ, mà nó lại là không làm được của IA và Piaggio và SQM, nó chỉ có off key, off IMO và mở tua full ACG và Kenhin và kết nối trên cái dòng xe Honda để đọc thông số, xóa lỗi, hù ma và dọa khỉ để lấy tiền thôi. À, hiện đại thì hại tiền lắm em ơi, không được rồi. Ok. Ok. Nói nè, Ngọc Trinh nó khác, Ngọc Hồ Ngọc Hà. Ok. Nha. Chiều nay gửi nhá, bây giờ đủ đồ. Ok, thông cảm chút nha. Rồi, thank you. Rồi video đến đây xin phép tạm dừng. Chúc anh em buổi trưa ăn cơm vui vẻ nha. Xin chào, hẹn gặp lại anh em những video kế tiếp. Vậy hôm nay con này chưa có chủ nhân. Từ đây tới chiều hy vọng rằng sẽ có chủ nhân. Tiếp tục buổi tối nay. Thank you.